vậy? Ăn thái thì thái này ngon mà. Dạ bên kia không có đâu. Dạ không có đâu. Gấp quay lạ, gấp quay lạ. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với video tiếp theo của cuộc sống văn hóa ẩm thực nha. Hôm nay quay cho mọi người xem mình sầu riêng, góc nhìn khác, góc nhìn lạ bạn. Ngồi cái chỗ này nó gần bỏ rồi các bạn, còn bỏ cái mùi thơm lắm. Cô tiến 2 tí rồi cô đi. Này thấy bảnh tỏn rồi. Đó, đó thấy chưa? Nhiều người nói. Bạc Dũng đi chơi cũng nhiều quá. Hay cho mình đi chơi. Nên là mình đi chăn. Ngồi có cái công viên nè. Đó là có chị kia hỏi. Em là gì tiếng Anh? Này giá sầu nhiêu thanh à? 90% nha cô chú. Có vô hả? Mới về đó. Phương mới về. Phương mới về. Này cô đi Mỹ à? Bù cho cái lô mà bán bớt à? Còn bán bù à? Ủa sao thấy một số cô chú comment nói là đi Mỹ phải có giấy phép rồi là sao ta? Cái đó người ta xách, đây xách tay mà. Hả? Đây xách tay. Nhưng mà xách tay nó vẫn cho, nó kêu là bắt buộc phải phải đông lạnh rồi, nên cái cây mà đông lạnh rồi đâu còn gọi là thấy số cô chú nói là phải có chứ. Thật sự luôn á, là đi qua Mỹ thì đúng là người ta không có đem đồ sống theo. À. Chẳng lẽ là dịch lộn cũng đông lạnh? Ờ. Hỏi câu hỏi giới nhiều chưa hả? Động dụng ngoài lai không câu rồi. Luôn rồi. Rồi thôi. Được không ta? Có cô chú nào đem dịch lộn vô comment cho Sài Gòn chú yêu biết đi. Tại vì em lỡ em đem theo cái đuổi em về luôn chết cha. Nhưng mà đi Mỹ hả? Những chuẩn bị đi Mỹ đi châu Âu. Như thi tiếng Anh mà rớt mẹ nó rồi đi thôi có. Đi được mà, thằng Pha Búp nó đâu biết tiếng Anh đâu mà nó không đi được à. Nói chung là có tiền là đi được hết. Nhưng mà người ta có không biết không được gì. Đi thi thi lần sau rớt nữa là bắt cô giáo đi luôn. Dạ. Đi qua đại lộ danh vọng hả?
chưa có hả? Cố lại đây cô. Thanh năm nay là tiếp tục khui hàng đi Mỹ nha mọi người. Điều cô lấy cái hộp khui sẵn rồi đó kìa. Cái hộp khui sẵn đó mới khui đó. Chị, nó lấy cái ngồi cho cô. Cái nào mà không ngon? Không, ý là cô nói là lấy cái trái mà. Này, này Thanh tự tin là cái nào cũng ngon. Tự tin hôm qua nha. Thanh để Thanh gửi chứ Thanh không bán à. Lấy cái bự nhất đây coi. Đó. Tôi phải túi máy xuống. Chơi khó không ạ? Đó. Ui chùa chùa mà ơi. Tôi một không đi cái này nhỏ không ạ? Nhỏ không ạ? Từ không á, tính tiền bằng được không á. Cái cây trái này đỡ dày lắm, trăm cô lỗ. Cho có hai sự lựa chọn. Đỡ lên cô. Được rồi lấy mà không được cũng phải lấy. Này đi sáu. Dạ. Giọng cừ quyến rũ, quyến rũ. Cô cái nào con nghe tiếng con nghe cô xỉu không? Xỉu. Có xỉu không? Chưa, căng chưa, căng chưa? Để quay tụi đồ hả? Tên gì cô? Chưa căng quá không? Đạo, quay tên. Ngày nào cũng tôi hả? Mỗi ngày tôi cái này chứ lâu rồi. 160 lại 160 ngàn. Dạ. Nhớ nha, coi lít vô quảng cáo cho con nha. Cô thấy nó bấm cái gì kem quơ hay là mì trộn rồi này kia là cũng nhấn vô một cái nữa. Không phải coi trên TV mà. Ủa? Dạ, cảm ơn cô. Coi coi TV là hết nói luôn. Trong đây đâu có bấm vô rồi nó bắt gì à. Dạ. Nó tải gì vậy. Đăng ký. Dạ, dạ, đăng ký. Đăng ký Gmail. Đăng ký. Đăng ký Gmail đó. Vô vô tô bê. Hay quá các bạn ơi. Nè, ở gì đâu. Nè. Ủa. Sài Gòn giấu nghe. Đó. Trời chưa đăng ký rồi. Sao luôn cái hỏi cho bé sao luôn. Đánh luôn cuộc sống Sài Gòn TV cho cháu luôn. Cứ coi. Bé có vàng kìa. Chưa ai. Cuộc sống mày quá âm thực nữa. Dạ. Dạ cho cô. Biết xài điện thoại mà không có email luôn. Bởi vậy coi trên TV YouTube nó bắt lại cái là coi trên Facebook người ta coi nhiều á. Nếu là Facebook á thì nhiều lúc hỏi cần địa chỉ lướt lướt chạy. Mời tiền luôn em ơi. Mời tiền em ơi. À, dẫn cô vô. Lần nào ngon nhất. Dạ.
số điện thoại như vậy. Lừa thằng viên cho cô cấp. Trời ơi, chết em à. Chỗ này 270 luôn chị. Bán GBL công nghiệp nè, mua không con? Cái 5.000. Từ cô chú coi coi mà trên TV thì khó đâu 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 đó. Nhưng mà vẫn có quảng cáo đó. Nó có quảng cáo mà. Có quảng cáo nhưng mà tách cô chú bấm remote thôi. Có hồi nào cô chú không biết á, cô chú không biết đó là để hoài luôn á. Dạ. Lấy 250 cho cô chú. Dạ không được chưa? Cái sau kia câu lại nhưng mà bớt sẽ 20.000. Số kia này nhiều nha các bạn. Quá trời quá đất kìa. Về số 3 Quỳnh Thiên Lộc đúng không? Về số 3 Quỳnh Thiên Lộc đúng không? Gì? Phải không cái? Chứ nhỏ. Thì, đâu phải. Xe chứ. Anh đang khui chế sầu riêng còn lâu hơn chặt con vịt nữa. Cái con vịt này nhiều lên tới ngon. Chặt con vịt 40 giây. Chặt con vịt người ta chặt có 39 giây. Hay quá. Bữa nào cũng chặt trái sầu riêng thử như vậy. Nhưng mà tôi phá không quay lâu à, một khui lâu à. Lâu nhanh đủ hết. Ông nghĩ ai cũng xấu vậy.
này là cái sầu riêng ốc kỹ nha các bạn. Thumbnail nào quá. Tới anh Hà đây tới. Ok. Tới anh Hà 150 ngàn. Long về không đặng à. Tôi số hội mà được. Ồ trái này ngon mấy Thanh à. Wow. Nó trái nó ngon nhìn nhìn như thế. Cô chú thấy màu về vậy là đã qua xử lý trên mặt. Ngon ghê. Do cái đất hay là sao hề? Mà miền Tây với miền Đông nó khác nhau hả? Thổ nhưỡng. Thổ nhưỡng là cái gì? Thổ là đất rồi đó. Thổ là đất còn nhưỡng là cái gì? Hay là bà con miền Tây là mình bơm nước vàng xuống dưới dưới đất á. Có ăn được sầu riêng không? Cô gái. Thôi được, ba Thanh cho review luôn nè. Hello. Bạn sầu riêng em. Sầu riêng. Mấy à? Không phải. Người Việt gốc Me. Bữa bữa có hai người Mỹ nè. Hôm ra đậu mưa sang nữa. Đậu mưa chút rồi bước về đó. Mà định cái máy. Tranh thủ đuổi sồi các bạn. 230.000. Đuổi sồi quý vị. Dí anh nặng lắm anh Long ơi. Dí anh nặng Đang Nguyên cũng là fan của tôi luôn á. Bữa đó anh comment cho mua YouTube của tôi. Phải không ạ? Anh tin nè. Nó tin đó nha. Thiệt. Lấy chào để đưa coi. Bữa đó Đang Nguyên comment à. Đang Nguyên khách á. Hả? Anh ra đâu? Nít mà có cái dấu gì chút xanh á. Xanh luôn à. Đó chị. Ban Nguyên ban ngày đi hát cái ban đêm về coi vô YouTube của tôi. Coi YouTube không? Hết cách vô nữa à. Rồi. Rồi. Thế là anh em cứ cứ dán dán à, cứ Lâm nó đi về rồi. Em gì? Cái mấy người chơi anh. Chơi là phải chơi cho ngon. Bức tường này là như nó bị nước á. Thấm. Thấm. Thank you.
Này là ngon xuất sắc không? Tự tin. Gracias.